Đây chuẩn bị trẻ mít cut check foot so check truth cái này chín đứa nào có mềm không 12. Wow, tuyệt vời luôn ha. Nhìn cái nó chắc ha, nhìn nó ngáo rồi ha. Mất đi. Bà nói gì? Con nghe đó luôn vậy. Cái này là vừa ăn nè. Lì quá, lì nó cuối luôn mà. Giờ để sợ nó. Ngọt ngay luôn á. Mẹ trẻ phạm quá. Thằng lãng phí nữa. Nhà đánh đẩy đánh đi. Cái gì lặn cùi luôn không con? Lặn cùi luôn không? Chắc lặn luôn bà hai đi đi. Qua qua quầy. Ra chị Năm ngồi quất luôn. Ra ghé chị Năm quất luôn hả? Cái nhà 12 lạng chưa? Ớ rồi. Con lạng người ta có cắt giống vậy này con có lạng được cái cùi. Với loại dao dao bén. Dao bén mới lạng được vậy chứ dao lục đâu có lạng được. Rồi. Ăn không con? Mở cho nó miếng cái gì? Thèm quá mà nó thèm á. Tội nghiệp không? Thèm mà sao không gửi cho em miếng? Dạ có rồi. Nè Bi. Sao mà hỏi hoài ta? Nó mới tao hỏi cái chừng nào, chịu chừng nào cứ tao là. Thì chừng nào tao mà biết. Thôi mỗi ngày đi ủa. Hàng gì đấy đãi gì vậy đi hộp này cũng bự ghê á. Ừ đúng rồi cái hộp nó trắng bách kìa. Ủa cái điệu nào hả? Nè ngồi đây nè. Cái xoài mít mít mít. Tự ăn mít mà cắn tự đau mít sao sao. Không mày coi răng nó kia cười cái coi, cười cái coi. Cười cái coi. Cười cái coi.